các bạn ơi. Bao nhãn luôn. Nó cầm luôn nè. Không được không? Đi vòng nữa đó, vô gặp ngồi ăn, đem rượu chạy. Mùi hết. Ngược cỡ thôi. Ăn luôn rồi. Hết bọn này là tối ngủ thở ra khói luôn. Tối thở ra khói luôn. Ở gian vụn nước thì dạ. Mày thấy không chứ? Chắc thì rất mang. Ở gần đây có cây dừa ha. Có luôn. Ở vụn nó cay không? Nó cay trống á. Giờ mình chơi cái trò chơi đi. Để chia ra mỗi người bao nhiêu trái đi, nhiêu trái. Thì lột ra thôi người 20 trái rồi. 10 trái đi. 10 trái ít quá. 20 trái đi. 20 trái. Chia mỗi người 20 trái ra ăn nhanh nhất nha các bạn. Rồi bắt đầu. Chia đi. Chia. Rửa đây người bứt 20 trái đi. Ừ, rồi rửa cái nhỏ nhỏ thôi. Bảy à? Mình sẽ đứt rồi. Mười tám, hai, bốn, sáu, tám, hai chục, đó nha, hai chục cái đó nha. Mười, hai, bốn, sáu, tám, 20. Rồi đó nha bạn, mình đủ 20 trái. Trời. Bỏ áo đi. Em bỏ áo ăn đại luôn. Ăn phải sạch ruột nha. Ok luôn. Ai mà ăn cái hộp còn là không tính nha. Vậy? Chứ sao? Ăn một cái hộp luôn. Không có ăn cái hộp mà còn dính thịt là không tính. Ok không? Đó ăn cái ruột hộp. 16, em 4 trái nữa. Ừ. Lấy nó 4 trái nữa. Đây, đút cho 4 trái. 4 trái bự bự nha. Ăn hộp thôi nhả tại chỗ nghe hộp sạch ruột nha. Rồi nếm nếm hộp nha. Hộp tính nha nè. Rồi hô có gì không? Hộp dao 20 cái. Ok. Giờ mỗi người 20 trái nhãn. Ai ăn nhanh nhất nha các bạn. Rồi thua thì chịu gì? Hộp dao thôi. Không hết hết đất. Thôi hết đất nặng lắm. Trời 10 cái. Hết đất 10 cái. Ok không? Ok. Rồi bắt chưa nha. Bắt đầu cầm nhãn lên. Ăn để hộp đây nè, đứng nha, tính nha. Ok. Bắt đầu. 1, 2, 3. Dạ. Yeah. Yeah. Ai gớt trái. Ồ giỏi thua rồi, gớt 2 trái luôn nè. 3 trái luôn nè. Đâu đây nè. Gớt cái này gì? Đâu đó này, ăn nè. Hên. Ai có còn ai còn nhiều ấy nhất nè. Tao mày... có 1 cái à. Đây nè, đây gì? Hả? Giỏi còn thịt nhiều như vậy. Sao anh coi ơi. Người gớt nguyên trái là thua rồi. Anh nè. Em ăn vụ đây rồi. Đây nữa hộ của mình các bạn, sạch thì hộ không? Giỏi nè. Đâu cái này riêng. Riêng gì gớt là tính. Đâu gì? Em ăn bụi đấy rồi. Này mình gớt là đua hộ. Nửa cái hộp, nửa cái hộp. Gớt.
mà mày ăn giờ rồi cũng thua một câu mà, phải không? Rồi bây giờ tới nhận hình phạt, giỏi hết đất 10 cái nha bạn. Rồi hình phạt 10 cái hết đất hết đi.